khi luật hoa quả không chừa một ai. Nè! Cái gì vậy? Ai vậy? Mà đi vô nhà người ta vậy trời? Tôi là ai chị không cần biết? Hả? Nè, nói chuyện đàng hoàng nha, có nghe buồn nha, nghe. Bộ nhà quen đến chỗ ai thì chị muốn vô là chị vô vậy? Ủa? Chứ con tôi còn có cha, còn có mẹ, nói cái gì mà chị đánh có dữ vậy? À, thì ra chị là mẹ của con Nhi phải không? Chị có tin chị nói tiếng được đánh chị không? Khi Nhi học tiếng Anh được 2 tuần. Ủa Nhi, mấy bữa nay cô nghe Như nói là cô đi làm gì hả? Đi làm này làm kia nè. Nhưng mà thôi. Không, ý cô muốn hỏi con á là con làm gì á? Đi làm này làm kia nè. Nhưng mà thôi. Hả? Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng mà people make it complicated. Nên là mình cứ enjoy cái moment này. Nói tiếng gì được không? Hả? Ta không có phải Việt Kiều mày mà mày đặt sách nước ngoài mày. Đi về. Hôm nay em sẽ không mong chờ nhưng vẫn vẫn sẽ ở. Khi Như trốn mẹ đi chơi. Ê má, quả khúc đó là bà bò xuống đây má. Ok mà. Ủa cái miệng má như cái loa phường vậy. Cái nhỏ siêu má. Để cho bà qua trước, bà bò qua sau nha. Bà bò trước đi. Có nghe mùi gì thối không vậy? Ừ. Ta có nghe mùi gì đâu bà. Ừ, chắc cái mùi nó bị hơn. Ờ, đi 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 đi. Ồ, lên trời sao? Sao mà cái chân mày có thối quá vậy? Trời ơi, có gì cái này? Bà má này ghê á, nè má. Tôi đưa cho bà cho xin được iPod này nè, bây giờ bà xài đi. Cái này chị mồ hôi chân với mồ hôi nách đó, hồi đầu tôi bị hôi nách đó, tôi chỉ hết rồi. Ngang mồ hôi tốt dữ lắm. Cảm ơn bà nha. Tao có cho mày đi chơi không? Ừ. Sao mặt con gái sao mặt lì quá vậy? Ừ. Nói với mày là muốn đánh mày à? Đi vô! Nhỏ kia bữa nay sẽ tóc biến đồ ha. Người đi tìm cái người đi trốn, người đi trốn cái người đi tìm. Khi Như có một sinh nhật đáng nhớ. Chúc mừng sinh nhật bà nha. Bà ước đi bà. Có nín hồng tao ước không mà. Điều ước của tao nhỏ bé lắm. Tao ước có một cái nhà thiệt to nè. Cái nhà có một cái hồ bơi thiệt to nè. Trong cái hồ bơi á có một cái phòng to nè. Cái gì cũng to hết trơn á, trời á. Ủa, nó nhỏ bé chỗ nào vậy bà? Thì kệ tao mày. Tao muốn ước tao ước. Miễn sao nó to là được rồi. Trời ơi, bà thật tới xíu ơi. Bà có cái gì to to á thì bà cứ ở Lazada nè. Có chương trình một ngày siêu to 11/11 á. Từ đây coi. Ừ nè, gì cũng to nè. Thiệt á bà. Giảm 50% mà còn free ship nữa. Mà chỉ có đi chứ một ngày siêu to lắm nha. Gì vậy má? Bắp tao cũng to chưa? Ừ. Sao nãy giờ lượng cơm với bà không xuống ăn? Ừ. Sao kỳ vậy? Muốn to không? Ừ. Nói tới mày là muốn đánh mày à. Con kia bữa nay chạy nhanh ha. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Khi Như tâm sự với Nhi. Tôi buồn của bà. Ủa nghe người ta nói không vậy má? Thì bà nói thì nó nghe mà. Thì nó thèm trà sữa quá. Anh cũng đẻ luôn rồi. Mày cũng đang bật tay không? Sao tôi nói chuyện với mày mà mày bấm hoài vậy? Bà hay quá à. Tôi chơi tôi kiếm được tiền. Để tôi mua trà sữa. Bà ngồi đó bà than á là mình có trà sữa cho bà uống. Ừ. Chơi game ma mặt với tôi á. Vậy mà chơi giỏi giỏi là 10 tỷ luôn á bà. Trình độ của mày chắc 10 kiếp mới thắng được trận á. Trình của bà chắc cao. Bước kìa đây. Sợ mày chắc à. Coi tao nè. Một lát sau. Trà sữa bà mưa ngon quá. Thôi ngồi nhan ghê á. Thôi má ơi, không chơi đâu má ơi. Tự nhiên chơi tốn tiền trà sữa 2 ly 100 ngàn. Ủa sao bà không xài mã giảm đi 50k? 2 ly cũng có 50k hả? Ồ lời trời sẽ mặt. Thôi là mình mùi đời vô rồi. Bây giờ mới gọi hộp bé nói vậy. Kìa kìa. Đẩy tao ra luôn hả? Sao đánh cái quầy vậy? Ai giờ cái bồ cho. Cứ lên tôi đặt xong rồi tôi nhận mã mình giờ còn giảm 30k. Không có tính tiền. Đặt đi má. Khi Như mua quà 20 tháng 10 cho mẹ. Single
ra trong bao nhiêu khó nhau. Nó không phải là cũng đắng mày à. Nó không phải là cũng đắng mày à. Ủa, hôm nay là ngày 20 tháng 10 không? Mình đã muốn đi cho mẹ mới được. Chó đầu góp tiền mà sao giờ tay. Mẹ! Cái gì? Cho con mượn điện thoại ơi. Chơi! Năn nỉ á, nhưng mà Xíu à. Rồi nè, trả nè, cảm ơn mẹ. Mày làm gì mà ám không mày? Không có làm gì hết trơn á, thiệt. Một lát sau. Cô Dung ơi, ra lấy hàng nè cô ơi. Ủa cô đâu có đặt gì đâu mà giao con? Con đặt á. Ui là trời. Khoan, do Shopee đang tặng 250k thì kích hoạt với Shopee Pay á, cho là đầu tiên mua hàng á, cho nên không có tốn tiền. Ủa vậy hả? Thiệt. Ừ thôi để mẹ ra lấy hàng rồi, đi xuống gửi đóng chén cho mẹ đi. Ủa là tặng quà xong rồi cũng phải gửi chén. Con đi qua bao